Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 4 tháng 7 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắng đáng chú ý sau đây. Heo hơi dù giữ giá ổn định ở các tỉnh phía Bắc nhưng đang giảm giá ở miền Trung và miền Nam, bình quân cả nước đã xuống mức 65.600 đồng một kg, theo Tổng cục Thống kê, Tính đến cuối tháng 6 năm 2024, đàn heo có xu hướng tăng mạnh trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp. Chăn nuôi trang trại theo chuỗi kết hợp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Trong 6 tháng đầu năm, giá thịt heo hơi có xu hướng tăng khá khiến tâm lý người chăn nuôi lạc quan hơn, ở mức giá này người chăn nuôi có lãi và yên tâm sản xuất. Ước tính tổng đàn heo của cả nước đến cuối tháng 6 tăng khoảng 2,9% so với cùng thời điểm năm 2023. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2,5 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Yên Bái 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg. Lào Cai 67.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 69.000 đến 70.000 đồng 1 kg, Nam Định 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 68.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Thái Bình 69.000 đồng 1 kg, Hà Nam 68.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Hà Nội đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Ninh Bình 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, tuyên quang. 67.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 68.000 đến 69.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên Thanh Hóa 67.000 đồng 1 kg, Nghệ An 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 65.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 64.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 63.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 63.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Bình Định 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 66.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Gia Lai 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận 65.000 đồng 1 kg, Côn Tùm 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam. Bình Phước 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Bình Dương 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 66.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg, Long An 67.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 66.000 đồng 1 kg, An Giang 67.000 đồng 1 kg.